Công chúa, đừng đùa nô tỳ nữa. Mấy thứ này là Mặc Huyền đưa tới. Tịnh Nhi, bánh gấp hoa mai ở đâu ra thế? Là Mặc Huyền. Yo, thật có tiền đồ. Nói mau, các ngươi giấu ta phát triển tới bước nào rồi? Công chúa nói gì thế? Nô tỳ không để ý đến người nữa. Hai, con gái lớn rồi, không giữ được. Hoàng thượng, Thụy Vương gia ở ngoài điện cầu kiến. Cho hắn vào. Hoàng huynh, thần đệ có chuyện khởi tấu. Ồ, đệ trước giờ không thích bàn việc triều chính, không biết là có chuyện gì. Thần đệ muốn xin hoàng huynh ban hôn cho thần đệ. Đệ muốn lấy Lam Tâm Giao sao? Chính là Lam Tâm Giao, đại tiểu thư phủ hữu tướng. Làm bừa. Đệ có biết việc này sẽ có hậu quả gì không? Đệ muốn lấy nữ nhân nào cũng được, trẫm đều đồng ý với đệ. Nhưng chỉ có Lam Tâm Giao này là tuyệt đối không thể. Trẫm tuyệt đối sẽ không ban hôn cho hai người. Đệ từ bỏ ý định đó đi. Hoàng huynh, vì sao hoàng huynh lại có thành kiến với Lam Tâm Giao như thế? Sợ là muộn rồi. Mặc, đệ nói vậy là có ý gì? Cái gì gọi là muộn rồi? Các ngươi đều lui xuống cả đi. Canh ở trước cửa, không có mệnh lệnh thì không được vào. Hoàng huynh, tiểu thất đã có phù thề chỉ thực với Lam Tâm Giao rồi. Cuối cùng chúng ta vẫn chậm một bước. Tiểu thất, đệ đúng là hồ đồ. Đệ nói cái gì? Hoàng huynh, huynh phái người giám sát ta sao? Tiểu thất, đệ đừng trách hoàng huynh. Hoàng huynh cũng là vì tốt cho đệ thôi. Đệ tính cách ngay thẳng, rất dễ bị người ta lợi dụng. Chúng ta quả thật không thể đưa ra hạ sách này. Lẽ nào đệ không thấy việc hôm qua rất là kỳ lạ sao? Chúng ta đã phát hiện được thôi tình trong rượu tối hôm qua của hai người, rồi lại phát hiện ra huyễn hương trong phòng của Lam Tâm Giao. Rõ ràng chuyện này là một cái bẫy đặc biệt thiết kế cho đệ. Làm sao có thể? Sao Tâm Giao có thể làm ra mấy việc này được? Cô ấy, chuyện đã đến nước này, bây giờ đệ hiểu rồi chứ? Hoàng huynh, cho dù đây là một cái bẫy thì thần đệ vẫn là câu nói đó. Mong hoàng huynh ban hôn cho chúng ta. Đệ, hừ, chấp mê bất ngộ, lui xuống cho trẫm. Trẫm không muốn nhìn thấy đệ. Hoàng huynh, hôm nay nếu huynh không đồng ý thì thần đệ sẽ quỳ ở trước ngự thư phòng, không đứng dậy cho đến khi huynh đồng ý mới thôi. Được, được lắm. Đệ đủ lông đủ cánh rồi, dám uy hiếp trẫm, ngày nào đó có phải đệ sẽ cầm kiếm chĩa vào trẫm không? Hoàng huynh bớt giận, thần đệ không dám. Được, nếu đệ cố chấp muốn quỳ thì trẫm cũng không cản đệ. Đi đi. Trẫm nói cho đệ biết, dù thế nào thì trẫm cũng sẽ không ban hôn cho hai người. Đệ từ bỏ đi. Đà tạ hoàng huynh, thần đệ cáo lui. Phủ tả tướng. Thư phòng tướng phủ. Sư huynh ta đâu? Hồi tiểu thư, đêm qua tướng gia vội vàng quay về thư phòng, không lâu sau đã ra ngoài, tới giờ vẫn chưa quay lại. Ồ, tối qua sư huynh đã đến thư phòng sao? Dạ, tiểu thư, trước khi tướng gia quay về, vẻ mặt vô cùng lo lắng, sau khi đi ra ngoài thì lại có vẻ rất vui. Thuộc hạ cũng không biết bây giờ tướng gia đang ở đâu. Mưa to thế này, tướng gia có thể đi đâu được? Cũng không biết huynh ấy có mang theo ô không. Sau khi sư huynh trở về, nhớ thông báo với ta. Trời mưa to thật đấy, chẳng thể đi đâu hết được, chán chết đi được. Ban nãy trời còn đẹp, sao nói thay đổi là đã thay đổi rồi. Công chúa, đây vẫn là lần đầu tiên Tây Minh mưa to như thế đấy. Nổi gió rồi, ngài đừng đứng trước cửa nữa, mau khoác áo rồi về phòng sưởi ấm đi. Tịch Nhi, ta phát hiện ngươi rất có tiềm chất làm hiền thê lương mẫu đấy. Sau này ta còn không nỡ gả ngươi đi đấy. Nô tỳ mới không gả,
nô tỳ muốn cả đời ở bên công chúa, hầu hạ công chúa. Xì, sáng nay ai còn mặt vui hớn hở như thế? Yên tâm đi, bản công chúa nhất định sẽ gả ngươi đi một cách phong quang, nhất định sẽ không để người khác khiến ngươi phải chịu ấm ức. Công chúa, ngài lại nói đùa nô tỳ rồi, nô tỳ không để ý đến người nữa. Tô kinh doanh này quả thật có rất nhiều liên hệ với Vân Linh, nhất định cô ấy biết Vân Linh đang ở đâu. Tả tướng đại nhân xin dừng bước. Mạc Huyền tránh ra, ta có chuyện muốn hỏi nàng ấy. Nếu không tránh ra thì đừng trách ta không khách khí. Thứ lỗi, không thể tuân lệnh. Hừ, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Công chúa, không hay rồi, không hay rồi. Mạc Huyền và tả tướng đại nhân đang đánh nhau trước cửa Lưu Vân Cung. Hai người họ chẳng có quan hệ gì mà sao lại đánh nhau thế? Đi, ra ngoài xem thử. Nếu ta đã thua thì không còn gì để nói, nhưng Đông Nhạc Ngũ công chúa là nữ nhân của chủ tử ta để ý. Vẫn mong tả tướng đại nhân đừng quên thân phận của mình. Là ta đường đột rồi, chuyện hôm nay đã đắc tội rồi. Tả tướng đại nhân khách khí rồi. Vẫn chưa phải lúc chứng thực với nàng ấy, sau này vẫn còn có cơ hội. Trong phủ còn có việc, xin cáo từ. Hai, sao ta vừa đến, Dung Nguyệt đã bỏ đi thế? Hắn làm vậy là có ý gì? Dạ. Ngươi bị thương rồi, chảy nhiều máu quá. Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Vết thương ngoài da cái gì? Đã chảy nhiều máu như thế rồi, để ta bôi thuốc giúp ngươi. Gật đầu. Này này này, Tịch Nhi, nhà đầu chết tiệt thấy sắc quên bạn này. Ngươi không thể chỉ lo liệu cho tình lang của ngươi được mà bỏ mặc bản công chúa trong mưa bão chứ. Y phục của ta đều ướt hết cả rồi. Công chúa, xin lỗi, nô tỳ không cố ý. Được rồi, nữ nhân say đắm trong tình yêu đều hận không thể gả đi ngay. Ta hiểu, công chúa. Sao ngươi lại đánh nhau với tả tướng đại nhân thế? Còn cần phải hỏi sao, nhất định là bị sức hút của bản công chúa thu phục rồi. Công chúa nhà ngươi đẹp như thiên tiên, phong hoa tuyệt đại mà, ha ha. Mưa to sấm chớp, giả bộ cẩn thận bị sét đánh đấy. Kỳ thật, ông trời thật không nể mặt, vừa giả bộ xong đã bị vả mặt rồi. Cha, vương gia sao rồi? Hắn vẫn đang quỳ trước cửa ngự thư phòng, xem ra Hiên Viên Lạc Thần kiên quyết không cho Hiên Viên Triệt lấy con rồi. Hừ, ta sẽ để hắn được như ý sao? Hiên Viên Lạc Thần có lợi hại như thế nào thì chẳng qua cũng chỉ là một tiểu tử thôi. Cái gì? Mưa to thế này mà vương gia vẫn còn quỳ bên ngoài sao? Không được, con phải vào cung xem ngày ấy. Giao Nhi, quay lại. Hiên Viên Triệt làm như vậy chẳng khác nào đang ép Hiên Viên Lạc Thần. Nếu bây giờ con vào cung thì chẳng phải sẽ khiến hắn uổng phí công sức sao? Mất công quỳ lâu như vậy. Cha, vậy tâm giao phải làm thế nào? Cũng không thể trơ mắt nhìn vương gia quỳ được. Đợi, bây giờ chỉ có thể yên lặng chờ đợi thôi. Nhưng mà, cha. Giao Nhi, quan tâm quá thất loạn, đừng mất bình tĩnh. Dù thế nào thì Hiên Viên Triệt cũng là thân huynh đệ của một mẹ sinh ra với Hiên Viên Lạc Thần. Hiên Viên Lạc Thần sẽ không để hắn xảy ra chuyện, mà chỉ muốn hắn biết khó mà lui thôi. Nữ Nhi hiểu rồi. Chuyện là như thế. Dung Nguyệt vội vàng tìm Tô Kinh Doanh như thế, rốt cuộc là vì chuyện gì? Không tiếc động thủ với ngươi, thật khiến ta khó mà hiểu nổi. Hồi thượng quan công tử, thuộc hạ không rõ. Bỏ đi, Dung Nguyệt là một người thông minh, chắc chắn sẽ không làm việc gì quá phận. Nhưng mà làm bác kia, hắn hành động quả là nhanh. Lần này Hiên Viên Lạc Thần bận rộn rồi, vui khi người khác gặp họa. Hiên Viên Lạc Thần không phải là người vô năng,
Lam bác sẽ chỉ tự đào mộ cho mình thôi. Không phải chứ, không phải Hiên Viên Triệt vẫn còn quỳ trước ngự thư phòng đó sao? Không tin thì cứ đợi mà xem. Hiên Viên Lạc Thần không dễ bị tính kế như thế đâu. Rốt cuộc trời mưa đến khi nào? Phiền quá. Công chúa, người nghe nói gì chưa? Để cầu Tây Minh Hoàng ban hôn, Thụy Vương gia đang quỳ ở bên ngoài ngự thư phòng đấy. Hắn điên rồi sao? Mưa to thế này, là sắt cũng không chịu được. Mấy ngày trước, Hiên Viên Triệt vì ta mà bị ăn đòn, vết thương trên người nhất định là vẫn chưa khỏi. Dù nói thế nào thì đối phương cũng vì ta mà chịu phạt. Về tình về lý, ta cũng không thể thấy chết mà không cứu. Tịch Nhi, lấy ô cho ta. Công chúa, ngài định ra ngoài sao? Không được đâu, mưa còn chưa tạnh, sẽ bị nhiễm phong hàn. Không sao, ngươi ở lại đây, ta đi một mình là được. Tô Kinh Doanh, ngươi biết rồi sao? Hiền Viên Triệt, ngươi ngốc đấy à? Rốt cuộc, ngươi có đầu óc không thế? Mưa to thế này còn ngây ngốc quỳ ở đây làm gì? Vết thương lần trước người bị Hiên Viên Lạc Thần đánh còn chưa khỏi, vết thương sẽ nhiễm trùng, không cần mạng nữa sao? Không ngờ ngươi vẫn còn quan tâm đến ta. Phí lời, vết thương của ngươi là do ta mà ra, tất nhiên ta phải đến để cứu ngươi rồi. Hóa ra là như thế. Tô Khinh Doanh, bản vương muốn biết 5 năm trước người cứu ta rốt cuộc có phải là ngươi không? Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Bản vương không muốn làm một quỷ hồ đồ. Là ta, chuyện này không có gì phải phủ nhận. Nếu ngươi đã cứu ta thì tại sao lúc đầu lại đột nhiên bỏ đi? Phí lời, lúc đầu để cứu mạng ngươi, ta đã xả thân hút kịch độc ra cho ngươi. Nhưng kịch độc kia quá bá đạo, ta suýt nữa đã mất mạng. Cho dù Hoàng Huynh kịp thời tìm ngự y giải độc cho ta, thì vì tác dụng phụ của loại độc đó, ta vẫn hôn mê suốt 7 ngày 7 đêm. Sau đó, Hoàng Huynh lo cho sự an nguy của ta nên mới vội vàng đưa ta về nước, đâu biết lần nữa quay lại. Ngươi lại trở mặt, không phải là lạnh lùng châm biếm ta thì tìm đủ mọi cách để tránh mặt ta, hao tâm tổn trí, muốn hủy hôn với ta. Ha, không ngờ, sự thật lại là như thế, ta đúng là một tên ngốc, một tên đại ngốc. Vậy mà lại không nhận ra ân nhân cứu mạng của mình mà sai lầm một cách hồ đồ như thế. Ha ha, ngươi nói vậy là có ý gì? Tô Kinh Doanh, ta hỏi ngươi, nếu lúc đầu ta không phụ ngươi thì liệu ngươi có yêu ta không? Chuyện xưa chưa từng xảy ra, làm sao ta biết được? Ngươi đã từng yêu ta chưa? Ngươi hỏi chuyện này làm gì, có quan trọng không? Đừng đổi chủ đề. Quan trọng, với ta mà nói rất quan trọng. Thật nực cười, lúc đầu ta bám lấy ngươi, nhưng ngươi ngoài chán ghét, chưa từng cho ta sắc mặt tốt. Bây giờ, ngươi lại hỏi ta có từng yêu ngươi hay không? Ha, có lẽ trước đây ta có chút yêu ngươi, nhưng bây giờ ta không còn chút tình cảm nam nữ nào với ngươi. Nói như vậy, ngươi hiểu rồi chứ? Xin lỗi. Nam hoa nữ ái là chuyện bình thường, ngươi không có gì phải xin lỗi ta. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi có đứng dậy không? Xin lỗi, ta không thể đứng dậy. Ngươi về đi, không cần phải dầm mưa với ta. Ngươi thích quỳ thì quỳ, ta không quan tâm nữa. Người mệt lại không phải là ta. Hiền Viên Triệt, ta xem thường ngươi. Tô Kinh Doanh, Quân Lý Giả, sao đi đâu cũng thấy ngài thế? Những gì ngươi nói với Hiên Viên Triệt, bản vương đều nghe thấy cả rồi. Ngươi thật sự không còn chút tình cảm nào với hắn sao? Tô Kinh Doanh, ta không phải là người lăng nhăng, không thích chính là không thích. Không thấy Hiên Viên Triệt và Lam Tâm Giao yêu đến chết đi sống lại hay sao? Ta cần gì phải chen chân vào nữa? Bản vương còn cho rằng ngươi nghĩ không thông, không ngờ ngươi lại rất thông suốt. Chắc không phải là để xác nhận xem ta có nghĩ thông suốt hay không nên ngài mới đặc biệt đến đây đấy chứ. Ngài làm nhiếp chính vương cũng quá rảnh rồi đấy. Chính sự có Hoàng thượng Bắc Lăng gánh vác, bản vương chỉ là một nhiếp chính vương, tất nhiên là nhàn tản rồi. Ngài lừa ai thế?
Ai cũng biết địa vị quân ly giả của ngài còn tôn quý hơn cả Bắc Lăng Hoàng. Ta thấy Bắc Lăng Hoàng sớm đã bị ngài khống chế rồi. Không sai, cũng không ngốc lắm. Đón lấy. Đưa chìa khóa cho ta làm gì? Là vàng. Đây là chìa khóa khố phòng của bản vương. Đây chỉ là một trong số đó thôi. Vẫn còn hai chiếc nữa, bắt buộc phải cả ba chiếc cùng mở. Vậy chẳng phải chiếc chìa khóa này chẳng có tác dụng gì sao? Ngài đưa ta phỏng có ích gì? Thà ngài đưa cả hai chiếc chìa khóa còn lại cho ta đi thì hơn. Phải xem tâm trạng của bản vương đã. Cái gì? Điện Lăng Tiêu. Hoàng huynh, huynh thật sự đè tiểu thất quỳ cả đêm sao? Hắn còn đang bị thương, ngộ nhỡ. Hai. Hoàng huynh, thần đệ cho rằng đây chưa chắc đã là việc xấu. Đúng, đúng là không phải là việc xấu. Hoàng huynh, chẳng lẽ huynh sớm đã có đối sách rồi sao? Chuyện hôm nay lẽ nào là... Hừ, không diễn vở kịch này trước mặt Lam Bác thì sao hắn sẽ mắc câu? Lưới đã tung đủ rồi, đến lúc phải thu lưới rồi. Vậy tiểu thất, không cho hắn một bài học thì hắn không xem chẫm ra gì. Hoàng thượng không hay rồi, Thụy Vương gia ngất rồi. Mau truyền thái y. Hoàng thượng, truyền ra tin tức Hiên Viên Triệt dầm mưa cả đêm, sốt cao không tỉnh, Hiên Viên Lạc Thần chẳng có cách nào. Cuối cùng đã đồng ý ban hôn cho hắn và Lam Tâm Giao, 5 ngày sau thành thân. Là đồng tâm kết. Tịch Nhi, hiếm khi được xuất cung, thích cái gì thì qua mua cái đó đi, ta ở Thiên Thượng Nhân Gian đợi ngươi. Đa tạ tiểu thư. Hay, nữ nhân đang yêu. Phía trước có chuyện gì thế? Chủ tử là nhị tiểu thư của phủ hữu tướng đưa người đến Thiên Thượng Nhân Gian gây sự. Mấy ngày trước còn xông vào Thiên Thượng Nhân Gian chúng ta, đập phá không ít đồ. Hắt sơn đỏ khắp nơi, làm khách nhân sợ hãi bỏ đi. Bây giờ lại đến nữa, còn nói nếu chúng ta không giao ra Thiên Thượng Nhân Gian thì sẽ phóng hỏa đốt nơi này. Cái gì? Dám động thổ trên đầu thái tuế, thật sự nghĩ ta dễ bắt nạt sao? Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, phủ hữu tướng đã nhìn trúng nơi này của các ngươi, thức thời thì giao khế ước ra đây, nếu không đừng trách bản tiểu thư không khách khí. Bản công chúa cũng muốn xem người định không khách khí như thế nào. Qua. Gật đầu. Tô Kinh Doanh, tiện nhân này. Ở đây bản tiểu thư mới có quyền quyết định, đâu đến lượt người như ngươi lên tiếng. Chỉ dựa vào ngươi mà cũng dám ra mặt thay họ sao? Ta thấy ngươi chán sống rồi, tránh qua một bên. Người đâu, đập cho ta, đập hết cho ta. Thiên Thượng Nhân Gian, hừ, bản tiểu thư sẽ biến nó thành Địa Ngục Nhân Gian. Muốn chết. Xoạt. Xoạt xoạt, a. Hay, hay, đánh hay lắm. Tô Kinh Doanh, người có ý gì? Có ý gì? Giữa ban ngày ban mặt là chỗ của bản công chúa các ngươi cũng dám phá. Các ngươi thật to gan. Lão già Lam Bác kia cũng không biết xích chó cẩn thận lại, để nó nổi điên ở địa bàn của ta. Ngươi, ngươi mắng ai là chó? Ai đáp trả ta thì người đó là chó. Thiên Thượng Nhân Gian này là của ngươi sao? Sao có thể là đồ ngốc như ngươi? Chát. Tô Kinh Doanh, tiện nhân này, vậy mà lại dám đánh ta. Ngươi xem ta có dám không? Chát. Ta đánh ngươi đó. Ngươi, sừng đỏ bỏng rát. Chủ tử thật bưu hãn, quá ngầu rồi. Ngươi gì mà ngươi, chưa nói đến những việc khác, chỉ dựa vào việc một tiểu thư tướng phủ như ngươi dám buông lời sỉ nhục một công chúa một nước, cũng đã đủ ngươi chết cả trăm lần rồi. Bản công chúa đánh ngươi mấy bạt tai là vẫn còn nhẹ đấy. Tô Kinh Doanh, ngươi giỏi lắm. Chuyện này còn chưa xong đâu,
ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Hừ, chúng ta đi. Khoan đã. Ngươi muốn sao? Mời chủ tử ngồi. Đặt đồ rồi định đi sao? Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Bàn, ghế, rượu bị các ngươi đập vỡ, và cả chi phí tổn thất tinh thần của bản công chúa, phí tổn thất kinh doanh, xoạch xoạch xoạch. Tổng cộng 5 vạn lượng vàng. Không đền tiền thì hôm nay các ngươi đừng hòng đi được. 5 vạn lượng vàng, sao ngươi không đi cướp đi? Sao thế? Đường đường là tiểu thư tướng phủ, có bản lĩnh đập đồ mà không đền được tiền sao? Ngươi không đền thì bản công chúa sẽ đi tìm Lam Bác. Lam Bác không đưa thì ta đi đòi Tây Minh Hoàng. Xem như người ác, nhưng 5 vạn lượng vàng quả thật là quá nhiều. Ta bắt buộc phải đi tìm cha. Ngày mai ta sẽ trả cho ngươi. Chỉ cần bản thân về phủ an toàn thì không còn có bằng chứng. Xem cô ta làm gì được ta. Vậy thì không được. Ai biết ngươi có ăn quỵt không? Dù sao nhân phẩm của các ngươi cũng không thể khiến ta tin tưởng được. Thế này cũng không được, thế kia cũng không xong. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Đơn giản, không có tiền thì mang 15 cửa hàng vàng của các ngươi ra thế chấp. Khi nào ngươi trả hết thì ta sẽ trả lại cho ngươi. Đừng nằm mơ. 15 cửa hàng vàng của hữu tướng phủ, chúng ta mỗi ngày đều vào cả đống vàng. Ngươi thì đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Ồ, vậy là không đưa phải không? Người đâu, dắt hai con chó bạn công chúa nuôi tới đây. Gâu, gâu, gâu. Vẫy tay, lại đây. Kim Bảo, Nguyên Bảo, hôm nay chủ tử các ngươi sẽ cho các ngươi ăn một bữa no. Nhìn thấy nữ nhân kia chứ? Cô ta da thịt mềm mại, hương vị nhất định là không tệ. Tô Kinh Doanh, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi đừng có làm bừa. Sợ. Ta là nhị tiểu thư của hữu tướng phủ. A, mau giữ lấy nó, đừng để nó lại đây. Gâu gâu. Đáng sợ quá. Nhị tiểu thư ngươi đúng là rất ngốc. Không chỉ ngốc mà còn đần độn như thế nào. Không đền tiền thì ta thả chó đấy. Đừng, ta đồng ý. Ta đồng ý với ngươi. Mau dắt chúng đi. Sớm như thế này thì tốt rồi. Cứ bắt ta phải ra tay. Người đâu, mang giấy bút lên đây. Viết viết. Thổi khô. Được rồi, làm phi vũ, ký tên đi. Giấy trắng mực đen, người không chối được. Đáng ghét. Hừ, Tô Kinh Doanh, người để đấy cho ta. Đi thong thả, không tiễn. Quay người bỏ đi. Lão già Lam Bác kia sinh ra được một Lam Tâm Giao thâm trầm, vậy mà còn sinh ra được một người ngu ngốc như Lam Phi Vũ. Đúng là gia môn bất hạnh. Oa, tuyệt quá, chủ tử thật lợi hại. Người phụ hữu tướng quả là đáng ghét. Chủ tử chúng ta lợi hại quá. Chủ tử thật bá khí. Chủ tử, mời. Chủ tử quả là lợi hại. Đi đi đi. Mấy ngày nay, người phụ hữu tướng tác quái, nhìn thật đáng ghét. Hôm nay xem như đã được chút giận. Hê hê, hạ hê thật đấy. Phượng tỷ, sau này ta không ở đây, gặp phải loại chuyện này cứ loạn côn đánh ra ngoài cho ta. Không màng sống chết, phủ hữu tướng thì đã làm sao? Mọi hậu quả sẽ do ta gánh vác. Được, lần sau sẽ tiếp đãi họ như thế. Phải rồi, người tìm ta có việc gì? Không chỉ là vì làm phi vũ phải không? Chủ tử, hộ pháp, Lạc Nguyệt Cung muốn gặp ngài. Lạc Nguyệt Cung? Tổ chức thần bí này muốn gặp ta làm gì? Vân Linh và Quân Ly giả. Không gặp, mặc kệ là Lạc Nguyệt Cung hay là Lạc Nhật Cung, bảo hắn cút đi. Chùa lét buồn bực. Trên đời, có ai lại không kính sợ Lạc Nguyệt Cung? Ai dám bảo họ cút? Ai dám bảo họ cút chuyện này? Nếu chủ tử không muốn gặp, thì ta sẽ truyền đạt lại ý của chủ tử cho họ. Chuyện này, nếu để cha biết được thì nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Chuyện hôm nay, không ai được để lộ, nếu không ta sẽ rút lưỡi các ngươi. Vâng, nhị tiểu thư. Quay đi.
Đó không phải là nha hoàn bên cạnh Tô Kinh Doanh sao? Sao lại ở đây? Tô Kinh Doanh, ta đã nói nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá. Trong ngõ vắng người, yên tĩnh. Ừ. Mang đi. Khu nhà bỏ hoang. Rầm. Thả cô ta ra. Âm âm. Bọn họ bắt ta đến đây rốt cuộc muốn làm gì? Ồn ào, xôn xao. Tịch Nhi đi đâu mất rồi? Đây là của Tịch Nhi. Vù vù. Bỏ khăn bịt miệng của cô ta ra. Dù sao nơi này không một bóng người, cho dù cô ta hét rách cả cổ họng thì cũng sẽ không có ai đến đây đâu. Người là ai? Người chính là nha đầu bên cạnh Tô Kinh Doanh. Đáng tiếc, ai bảo chủ tử của ngươi đắc tội với bản tiểu thư, nên bản tiểu thư chỉ có thể chút giận lên ngươi thôi. Ta sẽ không để ngươi làm hại công chúa đâu. Vô, cũng trung thành đấy. Rút ra. Ha ha, gương mặt này thật thanh tú. Nếu Tô Kinh Doanh thương ngươi như thế. Không, ngươi nói nếu ta rạch mấy nhát này lên gương mặt này thì liệu Tô Kinh Doanh có tức chết không? Run rẩy. Không, đừng lại đây. Bịt miệng cô ta lại để tránh cô ta cắn lưỡi tự vấn. Ơ, chết rồi thì không vui nữa, phải từ từ giày vò cô ta mới giải hận. Soạt. Đừng trách ta, muốn trách thì hãy trách Tô Kinh Doanh đã chọc vào bản tiểu thư. Xẹt xẹt. A, nhị tiểu thư, cô ta ngất rồi. Thật vô vị, mới vậy mà đã ngất rồi, lợi cho cô ta rồi. Thưởng cô ta cho các ngươi đấy, giày vò cô ta cho ta. Đi, về tướng phủ. Mặc dù tiểu nha đầu này đã bị hủy dung, nhưng da thịt thì cũng không tệ. Trắng trẻo mềm mại, tốt hơn đám nữ tử thanh lâu kia nhiều. Xẹt. Ha ha, lần này chúng ta có phúc rồi. Phải đấy, ta không đợi được nữa rồi. Không nói nữa, để ta vui vẻ trước đã. Chát. Là kẻ nào không có mắt thế, không thấy đại gia đang bận sao? Tịch Nhi. Các ngươi đáng chết. Xoẹt xoẹt. A, đại hiệp tha mạng. Đừng giết ta, tha mạng. A, Tịch Nhi. Tịch Nhi, Tịch Nhi, tỉnh lại đi. Tịch Nhi, xin lỗi, ta đã đến muộn rồi. Đau lòng. Bế lên. Tịch Nhi ra ngoài đã lâu rồi mà sao vẫn còn chưa về? Chắc là không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đấy chứ. Chủ tử không hay rồi. Có một nam nhân bế Tịch Nhi cô nương xông vào đây mà mặt Tịch Nhi cô nương. Người nói cái gì? Tịch Nhi làm sao? Dầm. Mạc Huyền, Tịch Nhi. Mặt cô ấy làm sao thế? Là ai làm? Kẻ nào dám động đến người của ta? Đầm đìa máu. Là hữu tướng phủ, lúc thuộc hạ chạy đến, Tịch Nhi đã ngất xỉu nếu đến chậm một bước. Chỉ sợ Tịch Nhi đã bị họ lăng nhục rồi. Lại là hữu tướng phủ. Lại là hữu tướng phủ, Lam Phi Vũ. Ta tốt bụng tha cho ngươi một mạng, mà ngươi, không ngờ, ngươi lại tự tìm đường chết. Tốt lắm, dám động đến người của ta, ta sẽ bắt ngươi nợ máu trả bằng máu. Mạc Huyền, ngươi đưa Tịch Nhi đến chỗ Hoàng Huynh ta trước đi. Ta sẽ đích thân đến hữu tướng phủ đòi lại công bằng. Lam Phi Vũ, lần này ta nhất định sẽ khiến ngươi không còn cơ hội để hối hận. Hừ. Soạt. Là kẻ nào? Đây là hữu tướng phủ. Là kẻ nào lại dám làm loạn ở đây? Cút.
mau hồi phủ bẩm báo. Lam Phi Vũ, cút ra đây cho ta. Đạp ra. Là kẻ nào? A. À. Không muốn chết thì tránh ra cho ta. Sợ. Lam Phi Vũ đang ở đâu? Oa a. Dám lừa ta thì cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Nhị tiểu thư đang ở Phi Vũ Các. Sợ hãi. Phi Vũ Các. Nhị tiểu thư, ngài nói nếu Đông Nhạc Ngũ công chúa biết là ngài đã hủy dung mạo nha hoàn của cô ấy, thì liệu có tìm đến đây tính sổ không? Ai da, chát. Làm mạnh tay như thế, muốn tạo phản à? Cô ta dám sao? Đây là hữu tướng phủ, không cho phép cô ta làm càn. Rầm. Làm Phi Vũ, người nói ta có dám không? Tô Kinh Doanh, hoảng. Sao người lại ở đây? Người đừng có ngông cuồng, có biết đây là đâu không? Cho dù ngươi là công chúa Đông Nhạc Quốc thì cũng không thể làm càn. Soạt. Ta mặc kệ là nơi nào, dám ra tay với Tịch Nhi thì lần này cho dù là Lam Bác cũng không thể bảo vệ được ngươi. Nhấc lên, ném xuống, bịch, khụ khụ. Ngươi đừng làm bừa, chuyện không liên quan đến ta, ta chẳng biết gì hết, khụ khụ. Không biết sao? Điểm huyệt. Vậy ta sẽ khiến ngươi nhớ lại. Có phải ngươi đã rạch mặt Tịch Nhi như thế này không? A a a. Đã nhớ ra chưa? Dừng tay, đừng rạch nữa. Ta nhớ ra rồi, nhớ ra rồi. Đừng rạch nữa, cầu xin ngươi tha cho ta đi. Sau này ta không dám nữa. A, mặt của ta, ngươi tha cho ta đi. A, huyết nhục mơ hồ. Dừng tay, vậy đã sợ rồi sao? Được vội, chỉ là món khai vị thôi. Vẫn là còn món ngon chưa lên nữa. Không, đừng mà. Túm vùng vẫy. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Chỉ bắt ngươi phải trả giá thôi. Lão gia, cuối cùng ngài cũng đã về rồi. Hu hu hu. Ngài mau đi nhìn Nhị tiểu thư đi. Phi Vũ làm sao? Nhị tiểu thư được ám vệ cõng về từ Thanh Lâu, bây giờ chỉ còn thoi thóp. Phi Vũ Các. Cha, muội muội đời này e là đã bị hủy. Hừ, Tô Khinh Doanh khiếp người quá đáng. Tâm Giao, con ở lại phủ chăm sóc Phi Vũ, cha lập tức vào cung, con biết rồi. Lưu Vân Cung. Hoàng huynh, vết thương của Tịch Nhi thế nào rồi? Mặt cô ấy còn có thể trở lại như trước đây không? Mạng thì giữ được, nhưng... Hoàng huynh, thật sự không còn cách nào khác sao? Dung mạo đối với nữ tử ở đây quan trọng đến nhường nào? Dung mạo bị hủy, chẳng khác nào đã hủy cả đời nữ nhân. Tịch Nhi. Để quỷ y xem cho cô ấy đi. Quỷ y thuật chắc tiệt, có lẽ sẽ có cách. Quân Ly Dạ, ngài thế này là... Chuyện của ngươi, bản vương đều biết cả rồi. Để quỷ y xem cho cô ấy trước đi đã. Không ngờ Quân Ly Dạ lại đích thân đưa người đến đây. Bắc Lăng Nhiếp Chính Vương, đa tạ rồi. Đông Nhạc Thái Tử khách khí rồi. Chỉ là việc nhỏ thôi. Quân Ly Dạ, cảm ơn. Không biết vì sao, có Quân Ly Dạ ở đây, mình lại thấy yên tâm hơn nhiều. Bản vương biết người rất quan tâm đến nhà đầu này, nếu cô ấy chết thì ngươi sẽ đau lòng. Ánh mắt dịu dàng, nhìn sang hướng khác. Hay, vết thương trên mặt nha đầu này chỉ sợ là sau này sẽ để lại sẹo. Cái gì? Sao lại như thế? Lẽ nào không còn cách nào khác sao? Cần dược liệu gì, ông cứ việc nói, ta sẽ đi tìm. Chỉ cần ông có thể khiến mặt Tịch Nhi trở lại như lúc trước, nếu đến quỷ y cũng hết cách, thì Tịch Nhi phải làm thế nào? Tịch Nhi làm sao sống tiếp dưới ánh mắt của người khác được? Doanh Nhi không được vô lễ. Kéo nhẹ. Quỷ y, bản vương muốn ông chữa khỏi cho nha đầu này.
Chủ tử, thuộc hạ thật sự không thể làm gì được, vết thương của Tịch Nhi cô nương quá nặng, sâu đến tận xương. Ra tay trực tiếp như thế, có thể giữ được mạng sống đã là không tệ rồi. Sao lại như thế? Đều là tại ta, là tại ta đã liên lụy đến Tịch Nhi. Nếu không phải vì ta, Lam Phi Vũ đã không đến tìm Tịch Nhi, là ta đã hại cô ấy. Doanh Nhi, chuyện này không phải là lỗi của muội, muội đừng như thế. Lam Phi Vũ. Đồng Nhạc công chúa, hoàng thượng mời ngài đến Kim Loan Điện một chuyến. Xem ra, Lam Bác và Lam Tâm Giao đã vào cung gặp Hiên Viên Lạc Thần rồi, chỉ sợ họ là nhắm vào ngươi mà đến, ngươi phải cẩn thận. Hừ, đến rất đúng lúc, ta đang muốn tìm họ tính sổ đây. Đi thôi, kịch hay sắp bắt đầu rồi. Hoàng thượng, Đồng Nhạc Ngũ công chúa đã đến. Tô Khinh Doanh, lòng dạ ngươi thật độc ác. Rốt cuộc Vũ Nhi có chỗ nào đắc tội với ngươi mà ngươi không những hủy đi dung mạo của nó mà còn hủy cả đi sự trong sạch của nó? Ngươi đúng là táng tận lương tâm. Chát. Yên lặng. Ngơ ngác. Tô Khinh Doanh, ở trước mặt thánh giá triều ta mà ngươi cũng dám ra tay, ngươi quá vô pháp vô thiên rồi. Hoàng thượng, nếu không trị tội Tô Khinh Doanh thì sẽ khiến đám thần tử một lòng trung thành với chúng thần lạnh lòng. Im lặng. Cầm miệng, tên của bản công chúa há là thứ ngươi có thể gọi được sao? Ngươi không xứng. Không biết dạy con là lỗi của cha, nhìn xem ngươi đã dạy ra cái thứ gì. Sao ngươi không đi hỏi xem cô ta đã làm gì người của ta? Cho dù Vũ Nhi có lỗi trước, nhưng dù sao nha đầu kia cũng chỉ là một cung tỳ thấp kém, ngươi cần gì phải làm đến mức đó? Cả đời Vũ Nhi đều đã bị ngươi hủy mất, sao ngươi lại tàn nhẫn như thế? Cung tỳ thì đã sao? Ở trong mắt ta, Lam Phi Vũ chẳng là gì hết, còn không bằng cả súc sinh. Ngươi, Tịch Nhi là người của ta, Lam Phi Vũ đồ ngốc, không có đồ óc đó, lại dám tổn thương cô ấy. Ta thật hối hận đã không gọi tên mấy nam nhân, chà đạp chết cô ta. Run rẩy, Tô Khinh Doanh, ngươi thật quá đáng, ngươi độc ác quá. Hoàng thượng, Tô Khinh Doanh làm ra việc này, không chỉ thấy áy náy mà còn ngạo mạn như thế. Cậu xin Hoàng thượng làm chủ cho vi thần, đòi lại công bằng cho vi thần. Tây Minh Hoàng, hôm nay nếu ngươi không cho ta một kết quả vừa ý, thì thiết kỵ của Đông Nhạc Quốc nhất định sẽ đạp bằng hữu tướng phủ. Đông Nhạc Thái tử, ý ngươi thế nào? Nữ nhân chết tiệt này lại dám uy hiếp trước mặt chấm, trước mặt mọi người. Đúng là quá quắt, rõ ràng là phía Lam Bác hiếp người quá đáng, lại còn cưỡng từ đạt lý, vậy cũng phải xem chúng ta có đồng ý không? Ý của bản cung chính là ý của Doanh Nhi. Hành động này của hữu tướng phủ chẳng khác nào đánh thẳng vào mặt Đồng Nhạc Quốc chúng ta. Từ khi nào mà người của Đồng Nhạc Quốc chúng ta lại đến phiền hữu tướng phủ dạy dỗ? Tin chắc, cho dù phụ hoàng của bản vương biết được thì cũng sẽ không chịu để yên. Lời này không phải là nói đùa, dù là nước nào dẫn binh xuất cảnh thì cuối cùng cũng sẽ phá vỡ sự cân bằng hiện nay, khiến bảy nước chiến loạn. Tô Tử Dực điên rồi sao? Lần này hữu tướng phủ đã có ý phá vỡ điều ước hòa bình của bảy nước thì bản vương quyết sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lúc đại binh Đông Nhạc áp sát biên cảnh sẽ là ngày Bắc Lăng xuất binh. Rốt cuộc hắn có biết lời này có ý nghĩa là gì không? Đây là chuyện giữa Tây Minh và Đông Nhạc chúng ta, hắn cần gì phải xen vào chứ? Bắc Lăng nhiếp chính vương, ngươi nói quá lời rồi, đây không phải là chuyện đùa, mong ngươi thận trọng lời nói. Có phải là nói đùa hay không thì đợi Bắc Lăng xuất binh, chẳng phải Tây Minh Hoàng sẽ biết sao? Không ngờ quân đi dạ lại xen vào chuyện này. Đồng Nhạc Ngũ công chúa, chấm hiểu tâm trạng của ngươi, nhưng Lam Phi Vũ đã nhận được sự trừng phạt thích đáng, kết cục còn thảm hơn cung tỳ của ngươi. Giờ chấm liền gặp người hòa giải, ngươi thấy có thể kết thúc tại đây được không? Làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Hoàng thượng, tuyệt đối không thể, Vũ Nhi đã nhận được bài học thích đáng. Xin Hoàng thượng nể tình vi thần mà tha cho nó một mạng. Đồng Nhạc Ngũ công chúa, tha được cho ai thì hãy tha, nể mặt chấm, lần này giơ cao đánh khẽ đi. Bây giờ Lam Bác vẫn chưa phát huy hết tác dụng của hắn, còn chưa thể động vào. Không bằng thế này đi, chấm sẽ ban gốc Kim Sơn ngàn năm duy nhất trong quốc khố cho tỷ nữ của ngươi. Cho dù không thể khôi phục diện mạo cho cô ấy, thì cũng là dược phẩm, dược liệu chân quý để dưỡng thân bổ khí, cũng xem như góp một chút sức lực.
Kim Sâm, đây là đồ tốt, ngàn vàng khó cầu đấy. Kim Sâm này sinh trưởng ở nơi rất khắc nghiệt, mà một vạn gốc nhân sâm cực phẩm mới có được một gốc kim sâm, hơn nữa còn là ngàn năm. Hiên Viên Lạc Thần này ra tay cũng thật hảo phóng. Vậy thì đã sao, không hiếm lạ. Nhà đầu ngốc này, kim sâm ngàn năm cộng thêm thất diệp tuyết liên có tác dụng làm đẹp trừ sẹo. Thất diệp tuyết liên mặc dù vô cùng hiếm có, nhưng cũng không phải là không tìm được. Hơn nữa, sống còn đau khổ hơn chết, không phải sao? Chết thì quá dễ dàng cho cô ta rồi. Ngài nói đúng, chết thì quá dễ dàng cho cô ta rồi. Ta cũng không thật sự muốn bảy nước nổ ra chiến loạn, càng không muốn để Tô Tử Dực vì ta mà phải mang tiếng xấu. Được, nể tình bang giao giữa hai nước, ta tha cho Lam Phi Vũ. Nếu còn có lần sau thì đừng trách ta không khách khí. Lam Ái Khanh, còn không mau tạ ơn Đồng Nhạc Ngũ Công Chúa. Vì thần tuân chỉ, không chỉ không thể làm gì được Tô Khinh Doanh mà còn phải muối mặt tạ ơn, đúng là tức chết ta mà. Quân Ly Dạ đã nói gì với cô ấy mà có thể khuyên cô ấy nhượng bộ? Hạ quan tạ ơn Đồng Nhạc Ngũ Công Chúa, vẫn mong Ngũ Công Chúa không tính toán chuyện trước đây. Đợi đã, đừng vội tạ ơn, còn chưa xong đâu. Đây là giấy nợ của Lam Phi Vũ, nếu ngươi đã ở đây thì mời thực hiện giao khế ước 15 cửa hàng vàng của phủ các ngươi cho ta. Cái gì? 15 cửa hàng vàng sao? Đồng Nhạc Ngũ Công Chúa, là tiểu nữ không hiểu chuyện, giấy nợ này không thể tính được. 15 cửa hàng vàng đều là nguồn kinh tế chính của Hữu Tướng Phủ, hơn nữa nó cũng là cứ điểm ta vất vả kinh doanh nhiều năm, tuyệt đối không thể giao cho Tô kinh doanh được. Lam Phi Vũ, đứa ngốc này đúng là thành sự không đủ, bại sự có thừa, vậy mà lại thế chấp 15 cửa hàng vàng, thật muốn đánh chết nó. Không tính sao, giấy trắng mực đen trước mặt Tây Minh Hoàng, lẽ nào ngươi lại muốn nuốt lời sao? Hoàng thượng, chuyện này Tây Minh Hoàng, nếu Lam Phi Vũ đã đồng ý với muội muội ta thì xin hãy thực hiện lời hứa để tránh Tây Minh Quốc trở thành quốc gia không giữ chữ tín. Lam Ái Khanh, nếu đã đồng ý rồi thì phải làm được, giao khế ước cho Ngũ Công Chúa đi. Cửa hàng vàng ta để mắt đến nhiều năm như thế, không ngờ lại rơi vào miệng Tô Kinh Doanh. Trong tay Tô Kinh Doanh còn có bằng chứng, giấy trắng mực đen viết rõ ràng, làm bác muốn trách thì chỉ trách mình nuôi được một nữ nhi ngốc nghếch vô dụng thôi. Vì thần tuân chỉ. Tìm kiếm. Run rẩy. Bạn công chúa còn có việc, xin thất lễ. Hữu tướng gia, ngất xỉu rồi, lão gia. Lưu Vân Cung. Tịch Nhi, cuối cùng ngươi đã tỉnh rồi. Mạc Huyền, ta đang ở đâu thế? Đây là Lưu Vân Cung. Lưu Vân Cung, Mạc Huyền, mặt ta sao rồi? Đưa gương cho ta, mau lấy gương cho ta. Tịch Nhi, đừng như thế, vết thương của ngươi còn chưa khỏi, đừng xúc động. Không, ngươi đi đi, đi đi, ta không muốn gặp ngươi, mau đi đi. Hu hu, đi đi. Tịch Nhi. Mạc Huyền, ngươi ra ngoài trước đi, ở đây có ta rồi. Tịch Nhi, xin lỗi. Hu hu, công chúa, nô tỳ không trách công chúa. Công chúa xem nô tỳ như tỷ muội đã là phúc phận lớn rồi. Chỉ là bây giờ nô tỳ đã không còn là thân trong sạch nữa rồi. Họ chưa hề làm nhục ngươi. Mạc Huyền đã xuất hiện kịp thời cứu ngươi. Ngươi đừng suy nghĩ lung tung. Thật sao? Nhưng mặt của nô tỳ, mặt nô tỳ đã bị hủy rồi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách để mặt của ngươi hồi phục như lúc đầu. Tin tưởng ta. Bây giờ ngươi còn rất yếu, cứ nghỉ ngơi trước đi. Đừng sợ, ta sẽ luôn ở bên ngươi. Quân Ly Dạ từng nói, kim sâm ngàn năm và thất diệp huyết liên trộn lẫn với nhau sẽ có tác dụng dưỡng nhan trừ sẹo. Chỉ cần tìm được thất diệp huyết liên nữa thôi. Mạc Huyền, ta hỏi ngươi, ngươi thích Tịch Nhi không? Ngươi không ngại vết sẹo trên mặt cô ấy chứ? Ta thích cô ấy, không phải vì dung mạo. Tốt lắm, ta hy vọng ngươi có thể đảm bảo đời này kiếp này chỉ có một mình Tịch Nhi là thê tử, chỉ yêu một mình Tịch Nhi. Thời đại này, nam nhân đều tam thê tứ thiếp. Nếu Mạc Huyền không thể một lòng với Tịch Nhi thì ta thà để Tịch Nhi mãi mãi ở bên mình.
Mạc Huyền, ta thề với trời, đời này kiếp này chỉ yêu một mình Tịch Nhi, chỉ có thể có một thê tử là Tịch Nhi. Nếu làm trái lời thề, thiên lôi đánh chết, chết không được tử tế. Tịch Nhi càng hy vọng người ở bên cạnh hơn ta, vào chăm sóc cô ấy đi. Quân Ly Dạ, ta muốn mượn ám vệ của ngài, ta muốn làm Phi Vũ thần bạn danh liệt. Tô Khinh Doanh, nếu người bị thương là bản vương thì ngươi có lo lắng như thế không? Không, không ai có thể dễ dàng tổn thương ngài. Tô Khinh Doanh, ngươi quả thật là rất vô tình. Tổn thương? Có lẽ vậy. Tình yêu là độc dược đoạn trường, ta không muốn chạm vào, cũng không muốn dính vào. Ai nói ta vô tình cũng được, nhẫn tâm cũng được, ta không yêu được, cũng không thể chịu đựng được tổn thương. Huống hồ, Quân Ly Dạ còn yêu Vân Linh nữa, nhìn đi, tình yêu trước giờ đều không đáng tin. Sáng hôm sau, khắp đường lớn ngõ nhỏ, thanh lâu trà quán, ở Tây Minh Hoàng Thành, không ai là không biết chuyện Lam Phi Vũ bị người ta bắt đến thanh lâu làm nhục. Đối với cô ta, mọi người vừa khinh vỉ lại vừa ghét bỏ. Lam Phi Vũ là giày rách, vạn người cưỡi, dân chúng phỉ nhổ. Nuôi dưỡng nữ nhi đừng nuôi hạng bất trinh, lấy thê tử đừng lấy kiểu giày rách, cũng không lấy nữ nhi tướng phủ. Một khi đón về nhà thì phần mộ tổ tiên sẽ bốc khói, thà nạp thiếp thanh lâu còn hơn. Lập tức giết chết hết mấy tên đầu đường xó chợ này đi, cho người ngăn chặn lời đồn. Dạ lão gia. Đáng tiếc Lam bác rõ ràng đã xem thường sức mạnh của lời đồn. Lời đồn này thuận theo gió, nháy mắt lan truyền khắp Tây Minh quốc, làm thế nào cũng không ngăn được. Hai ngày sau chính là Tết Đoan Dương, cũng chính là Tết Đoan Ngọ của chúng ta. Hoàng cung thiết yến, chữ quân sứ giả bốn nước cũng đến tham dự. Tô Khinh Doanh không muốn đi, nhưng vì thân phận của mình nên không thể không đi. Ca hát nhảy múa. Đến dự. Nghe nói hai ngày trước, Tô Khinh Doanh ở Hữu Tướng Phủ giết người không chớp mắt, thủ đoạn tàn nhẫn khiến người người phẫn nộ. Bàn tán xôn xao. Đúng vậy, ta cũng có nghe nói. Đồng Nhạc Ngũ Công Chúa, ta kính ngươi một ly. Đà tạ. Cô ấy chính là Tư Đồ Uyển Nhi, lần trước ra tay cứu ta, hóa ra cô ấy là người bên cạnh Dung Nguyệt. Doanh Nhi, mọi đang nhìn gì thế? Hoàng huynh, ta đang ngắm mỹ nhân, cô ấy cười lên thật đẹp, ngay cả ta cũng thấy say lòng. Doanh Nhi, muội là nữ tử, tuyệt đối không thể thích nữ tử. Hoàng huynh, huynh đang nghĩ gì thế? Ta chỉ đơn thuần là thưởng thức thôi. Thưởng thức? Mắt của muội sắp rớt ra ngoài rồi, ta có thể không lo lắng sao? Mặc dù Quân Ly Dạ bình thường không đúng giờ, nhưng trước giờ chưa từng vắng mặt, vậy mà hai ngày nay lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Trước là thượng quan Kinh Hồng biến mất, bây giờ lại là Quân Ly Dạ. Người của Bắc Lăng này đều thích chơi trò mất tích sao? À, Đồng Nhạc Ngũ Công Chúa, xin lỗi, nô tỳ không cố ý. Doanh Nhi, muội sao rồi? Không sao, y phục hơi ướt thôi. Ta quả là xui xẻo, hắt ai không được lại cứ phải là ta. Người đâu, lôi cung nữ này xuống, lập tức đánh chết. Đồng Nhạc Ngũ Công Chúa, y phục của ngươi đều ướt cả rồi, vẫn nên thay bộ y phục khác thì hơn. Theo lý thì danh tiếng của Lam Phi Vũ đã bị hủy, đáng ra nên trốn ở trong nhà, sao lại vẫn tham gia cung yến. Người đâu, đưa Đồng Nhạc Ngũ Công Chúa đi thay đồ, ngộ nhỡ cô ta sinh bệnh thì lại phải đau đầu. Dạ, Đồng Nhạc Ngũ Công Chúa, mời bên này. Hoàng huynh, ta đi rồi về ngay. Bây giờ Hữu Tướng Phủ căm giận Tô Kinh Doanh, Lam Tâm Giao này lại muốn dở trò gì? Sư huynh, có cần ta đi theo xem thử không? Bỏ đi, có lẽ là ta nghĩ nhiều, đây là hoàng cung, chắc họ chẳng dám làm gì đâu. Việt Nhi đi theo sẽ dễ thu hút ánh nhìn, dễ đánh rắn động cỏ, vẫn nên yên tĩnh quan sát thì hơn. Oa oa, hoàng huynh, ta quay lại rồi. Có gì không ổn sao? Không, có lẽ chúng ta đã nghĩ người ta quá phức tạp rồi. Cho dù bọn họ muốn ta chết, nhưng cũng không ngốc đến nỗi ra tay ở đây. Mong là vậy. Bây giờ Tam Công Chúa đang ở đâu? Vì sao còn chưa đến tham gia?